Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Tại này dễ kiếm được đồng tiền lắm nhá. Dễ kiếm được tiền, nói nhiều, hoạt bát, thông minh, sau này có số giàu có. Tay này đẹp lắm, đẹp về tiền tài. Và số này còn được thừa hưởng tài sản từ ba mẹ để lại cho nhá. Ba mẹ có thể ba mẹ hai bên, bên đằng chồng hoặc bên đằng mình thừa kế lại cho đất đai hay tài sản gì đó. Giờ có chưa? Thì đằng chồng thì chắc chắn là có rồi. Đấy, đúng được còn gì nữa, nó hiện lên tay mà. Nhiều người ra đời lập hai bàn tay trắng, nhưng đây là tay gọi là có tài sản là tốt rồi, ba mẹ để lại cho. Nhưng mà sao vợ chồng cung mệnh không hợp nhau? Chó với mèo không hợp với thế. Chó mèo thì cắn nhau thôi, thì cãi nhau thôi. Cãi nhau thì có sao? Cãi nhau xảy ra khắc khẩu, lời qua tiếng lại, không có hợp nhau lắm. Một tháng để lôi lên cãi nhau vài lần. Nhưng mà nhường nhịn là sẽ được thôi nhá. Nhường nhịn là sẽ được thôi. Năm nay 35 tuổi, năm nay năm hạn đấy. Năm nay là năm hạn đấy, vì thế năm nay đầu tư làm ăn không có thuận. Năm nay chớ nên làm những việc lớn gì. Như đầu tư tiền, số tiền lớn ra, trừ khi mua đất đai thì có thể được. Nhưng mà nếu đầu tư tiền ra để mà làm ăn thì nghe có vẻ là không thuận. Đang có dự tính gì làm, mở mang gì trong năm nay, tốt nhất là dẹp qua một bên, không chơi. Vậy là vẫn làm cái cũ người đúng rồi, vẫn làm cái cũ. Năm trước đang làm gì thì năm nay cứ giữ như vậy mà làm, cứ theo cái hướng vậy mà làm, đừng có cải thêm, đừng có mở thêm cái gì hết á. Bởi vì mở ra thất bại. Năm nay cái ngôi sao làm cái cũ được, được làm cái cũ được. Năm nay cái ngôi sao chiếu mạng là sao Thái Bạch. Đấy, Thái Bạch là một ngôi sao rất xấu, gần như là xấu nhất trong cửu diệu tinh quân. Đấy, bị ngôi sao này chiếu thì sao? Công việc làm ăn cứ thế, nó cứ lụi. Mà tay này, mẫu tay này nhá, là một người cứng đầu, cá tính, con gái nhưng mà tính cách con trai, mạnh mẽ vô cùng luôn. Một khi đã quyết cái gì đâu ai mà ngăn được. Đấy, ba mẹ vào ngăn không nổi, chồng vào ngăn cũng không nổi luôn, đúng chưa? Dạ đúng ạ. Đáng lẽ sinh ra phải là con trai chứ đâu phải là con gái đâu. Mạnh mẽ này, số này có thể đứng lên làm chồng được, thay chồng luôn. Chồng thì thôi cho làm vợ luôn đi. Chính cái mẫu bàn tay này táo bạo, mạnh mẽ, liều lĩnh mà thành công, nhưng cũng khiến cho phải chịu nhiều đắng cay thất bại. Và từ giờ cẩn thận, đến năm 44 tuổi sẽ có một lần phá sản nhé. Từ giờ cẩn thận, đến năm 44 tuổi sẽ có một lần phá sản. Cái đường chỉ sinh đạo nó bị hướng xuống, nó rẽ xuống này, nó chẽ nhánh này. Nó báo hiệu từ khoảng năm 37 tuổi đến năm 44 tuổi. Trong khoảng 7 năm đó, trong cái khoảng thời gian xê dịch tầm khoảng đó là sẽ bị phá sản. Đấy, bị làm ăn thua lỗ hay bị người ta giật tiền chẳng hạn. Ba mươi bảy đến 44 tuổi, trong cái khoảng thời gian đó chỉ tay nó hiện là như vậy, còn thời gian chính xác là vào từng năm nào thì mình không rõ đâu, mình chỉ nói khoảng để cho bạn biết để là canh thôi. Mà mẫu bàn tay này tham làm lắm, một lúc có thể làm nhiều thứ nghề, không phải một nghề đâu, làm nhiều lĩnh vực. Bạn bè cũng ít có, bởi vì tính cách thẳng tính quá, chả đứa nào nó chơi cả. Thẳng tính quá, chả đứa nào nó chơi. Có chơi thì cũng thời gian nó lại phản lại thôi. Sau này ít ít bạn, ít bè đúng không? Dạ đúng. Chả chơi được với ai cả. May mắn thay cái đường chỉ, có đường chỉ sinh đạo đôi. Mỗi bàn tay có đường chỉ sinh đạo đôi, được nhờ về đường con cái. Con cái là sinh nở từ 2 đến 3 cháu, và con cái là sẽ thành danh. Đường con cái ở đây rất là tươi tốt. Đấy, cung tử tức đẹp, số được nhờ về con. Bốc bài đây thì có một đứa trẻ đi theo, một vong trẻ con đi theo. Vong này do phá thai, bỏ thai, sảy thai gì đó, xác nhận đi.
Dạ đúng rồi. Ờ, làm lễ cầu siêu cho cháu chưa? Dạ, cái này mình ở bên 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 đạo anh thầy. Ồ, như vậy thì cũng phải làm theo nghi lễ bên đó nhé. Có thể Cũng cầu ở nguyện, cầu nguyện hoặc là lên nói với Đức Cha xem là có cái cách nào để mà như kiểu là làm cái gì đó để cho cháu được an ủi, hiểu không? có xin thầy, xin nào cũng xin luôn ạ. Ờ đấy, xin. Rồi chính bản thân mình cũng vậy, xin bằng miệng thôi chưa đủ, mình phải làm những việc tốt, việc công ích, đúng không? Có ích cho đời, rồi xin hồi hướng cái công đức đó, quỳ trước tượng Đức Mẹ Maria hoặc quỳ trước tượng Chúa. À, trong cái tháng này con vừa đến quyên góp ở cái nơi những cái hộ nghèo này, giúp đỡ những cái gia đình này, thì con xin hồi hướng những cái công đức này, những việc tốt này để cho cái đứa con của con lúc trước đã bỏ, nó đã sơ sẩy vào năm nào đó, thấy chưa? Rồi, đừng tưởng là không được, được đấy, mình chỉ cần nói vậy thôi, khấn trước tượng đấy. Là con mình ở một cái thế giới vô hình đó nó sẽ nhận được. Nhưng mà xin thì là tháng nào cũng xin mà vẫn không được thầy. Thứ nhất, mình xin đấy bằng miệng đấy, Không phải xin bằng miệng mà là xin lễ luôn đó thầy. đúng rồi, nó chỉ là một cái gì đó, nó chưa giảm được tội. Nó có gọi là chấp nhận cho mình nhưng mà nó chưa giảm được tội cho mình vì thân, bởi vì mình vô tình đã bỏ nó, sơ sẩy nó, hiểu không? Mình xin chỉ là nó mới chỉ chấp nhận, đồng thuận cho thôi, đồng ý thôi, chứ mình chưa giảm được cái tội. Vì thế là sao, mình phải làm nhiều việc công ích để hồi hướng lại những cái tội lỗi trước kia mình gây ra, hiểu chưa? Đấy, rồi hồi hướng cho cháu bé đó để nó có thể đi làm đầu thai kiếp mới, làm con nhà người ta, ví dụ như vậy đấy. Hiểu chưa? Đấy, chứ mà xưng tội xin lễ thôi thì chưa đủ, chưa đủ. Ví dụ nhé, bây giờ là bạn có lỗi với mình đi, ví dụ bạn tát mình một cái đi, bạn xin lỗi một câu xong đúng không? Ok, nhưng mà là sao, mình lúc đó mình ở thôi, ngồi ngoài là con gái thôi, đánh mình một cái thôi mình cũng tha lỗi cho xíu xíu, nhưng mà là sao, lần sau mình gặp bạn trong lòng mình vẫn thù, à cái con bé này đợt trước nó tát mình một cái đấy, trong lòng mình vẫn thù hận, vẫn gọi là cay cú lắm chứ đâu phải là không, mặc dù đã tha lỗi rồi nhưng mà trong lòng nó vẫn có một cái vết hằn sâu, hiểu chưa? Lần sau gặp bạn mình luôn luôn cảnh giác, lại khá là như vậy. Thì đó, cái tội nó như là vậy đấy. Đấy, mặc dù người ta đã tha, trong lòng người ta đã tha cho mình rồi nhưng mà cái tội nó vẫn còn. Còn về sức khỏe năm nay cũng lưu ý nhá, làm vừa phải thôi, sức khỏe năm nay kém thế này. Rồi, sẽ tốn tiền thuốc thang này, có khi nhập viện đấy. Cẩn thận các bệnh về phần đầu, đau đầu, huyết áp. Đấy, các bệnh về phần đầu và các bệnh cẩn thận về phần họng đấy, cổ họng đấy. Viêm họng lưu ý. Đấy, viêm họng, viêm xoang. Mình cũng bị đây, mình cũng bị mãi không khỏi đây. Nhưng mà dạo này cũng alo. Alo. Bạn bị viêm xoang lâu chưa? Lâu rồi thầy, khoảng chục năm. Chục năm mình cũng bị đây, chục cả chục năm nay cũng chả khỏi. Mỗi lần thời tiết lạnh hay là uống đá vào là hắt xì hơi liên tục luôn. Không biết uống loại nào nên khỏi. Cái bệnh này đi theo đi hết cuộc đời luôn á. Còn năm nay thì đấy, công việc làm ăn thì xấu lắm, chưa có gì thuận đâu. Phải bước sang năm sau, bước thêm sang thềm năm sau thì có làm việc lớn thì cũng làm được. Chỗ này có lộc về đất này, có thể kinh doanh về đất này, môi giới về đất này, có đất này, mua đất qua, mua qua bán lại được này. Năm nay mà muốn mua đất có được không? Được, mua đất được. Đầu tư cái khác thì không được nhưng mà đầu tư về đất thì được. Nhưng mà làm ăn kinh doanh thì bắt buộc là mình vẫn phải làm. Đúng rồi, đúng rồi. Thì mình bởi vì sao, biết năm xấu thì mình nên lựa những con đường dễ dàng để mình đi, đừng có dại gì mà lựa những con đường mà sao nó hiểm trở, nó nguy hiểm. Đấy, rủi ro cao. Mua đất đâu phải là rủi ro cao đâu, đúng không? Đất thì sổ đỏ đó, đọc rồi đó, quy hoạch có rồi đó, có hay không thì cũng có rồi đó, giá cả như vậy rồi đấy, thì cứ thế mà mua thôi. Mà đất một khi đã để là chỉ có lên giá, hiếm mà có xuống lắm.
Vì thế là đầu tư đất thì được, còn riêng đầu tư những cái mảng khác thì thôi chớ nên, rủi ro cao. Thế nhưng mà mình vẫn đẩy thế, mình làm thì cũng không được rồi. Không, thôi để năm sau đi nhé, năm sau. Nhưng mà mình đang làm sao mà đang làm sao ngừng thế? Ồ, vì thế bây giờ thì làm sao nhỉ? Thu nhỏ lại cái quy mô nó lại, thu nhỏ lại hết cỡ đi, hiểu chưa? Rồi, thắc mắc điều gì nữa nào? Còn cái gì nữa không thầy? Ờ, riêng về ông chồng năm nay cũng xấu rồi này. Năm nay ông này 40 này, cũng sao thấy bạch đây này. Đấy, cả vợ cả chồng đấy, cẩn thận. Năm nay một mạng ông này cũng xấu luôn. Làm ăn cũng gọi là trục trặc luôn đấy. Có hạn về xe cộ đấy, đi đứng đi lại cẩn thận này. Tháng 5, tháng 7 âm lịch này, hai cái tháng đó xung một mạng với ông đây này. Có cách nào không thầy? Tốt nhất là cứ thế rồi tu thân. Tu thân tích đức làm sao là sống tốt. Thì cái hạn nó sẽ giảm nhẹ đi nhé. Còn mình mà sống ác thì hạn nó càng tăng lên, thế thôi. Được, con cái được nhờ đây này. Số này phải sinh từ 2 đến 3 đứa nhá. Đã không đẻ thì thôi, đẻ ra một lô luôn. Alo. Thì nghe rõ. Có, mạng hơi chập chờn. Ký là năm nay mà vừa mà mình muốn đẻ được. Được, năm nay sinh được. Đấy, năm nay năm tốt rồi này, năm nay vợ chồng sao thái bạch này, đẻ ra thì đứa con nó sẽ đỡ cái hạn cho này. Đẻ đứa con ra nó sẽ đỡ rất nhiều. Ba mẹ nào mà rơi vào phải cái năm xấu, năm cực kỳ xấu thậm tệ thì có thể sinh con ra, đấy, sinh đứa trẻ ra nó sẽ gánh hạn cho cả gia đình luôn. Đây là cái năm nay tính là sinh thêm đứa nữa. Số này thì từ 2 đến 3 đứa nhá, cứ thế mà đẻ đi. Nhưng mà số nó có con trai không? Bốc bài à? Cái này phải canh, canh ngày canh tháng thì mới sinh con trai được. Cái số này khó có con trai lắm. Khó. Cái đứa mà mình sơ sẩy đấy, đứa đấy là con trai đấy. Một lần đánh mất thì lần sau nó khó lấy lại thôi. Thì là nếu mà mình muốn đẻ thì phải canh. Phải canh. Phương pháp chọn ngày chọn tháng. Thế ông thầy xem giúp ông chồng xem như nào thì bổn mạng năm nay làm ăn kém đấy. Bổn mạng năm nay làm ăn kém, công việc làm ăn dễ gặp trục trặc, cẩn thận có tiểu nhân hãm hại trong năm nay. Trên tay à? Rồi trên tay bây giờ là sẽ xem về tuổi thọ nhé. Về phần tuổi thọ đấy, số này cũng tầm 60-62 thôi, tầm đó thôi, tuổi thọ không cao đâu. Về cuối đời bệnh tật nhiều lắm. Trời, được 60-62. Đấy, cuối đời bệnh tật nhiều lắm. Thế lo tu nhân tích đức đi. Trên gò thái âm có nhiều ô vuông, nhiều hình tứ giác, số này cẩn thận chết đuối. Hạn về sông suối, chết nước, chết đuối, sẽ có lần suýt chết đuối luôn. Là tới chưa thầy? Số này đã bị rồi này, đã bị rồi này. Đúng không? Nhớ lại đi, đúng chưa? Các hồ còn nhầm có lần. Đấy, rồi đó. Mà số này cũng phải kỵ nước đấy, đi tắm đi bơi phải cẩn thận, lưu ý. Đấy, cẩn thận về tai nạn, đấy, thế thôi. Thế còn về đường gia đạo như nào? Gia đạo à? Đấy thì gia đạo năm nay thì bất an đấy, công việc làm ăn kém đấy, cả về sức khỏe vợ chồng đấy, gia đạo đấy, còn sao nữa. Còn tay này lúc nhỏ thì khó nuôi lắm nhá, lúc nhỏ ấy. Chị là người rất là khó nuôi, hỏi ba mẹ chị chưa? Đúng không? Khó nuôi vô cùng luôn, hay khóc đêm, quấy khóc, rồi bệnh tật, nói chung là lúc nhỏ khó cực lắm. Rồi, có gì thắc mắc nữa thì nhắn tin nhé, sẽ trả lời có tin nhắn cho chị. Rồi, chào chị.